vào bếp đó, thì nếu như mà để hoàn thành một cái cuộc thi tốt thì mẹ và bé thì nên là chia công việc ra, là bất cứ trước khi ra một món gì lên trên thì các gia đình phải nếm trước khi cho lên dĩa để xem cái vị của mình đã chuẩn chưa và đã đạt được cái yêu cầu chưa, chứ không phải là cứ làm xong rồi cứ cho lên dĩa vậy. Cho cuộc thi, có nghĩa là dành hết cả tâm ý cho cuộc thi, nhà